Hello, xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với VH Auto 33 Lê Văn Lương. Hôm nay thì Hiếu mới về một chiếc Raptor đến từ nhà Ford. Chiếc này là chiếc Raptor 2019. Xe tư nhân biển Hà Nội, có một màu xanh. Xanh dương rất là đặc biệt. Màu này thì 2019 thì nó sẽ đậm hơn so với các màu bây giờ, nên là rất nhiều bác ưa thích, nhìn nó khỏe khoắn hầm hố hơn. Chứ còn mấy cái màu mấy năm nay thì nó hơi nhạt một chút. Đây, mời các bạn xem qua chiếc Raptor rất to, cao và dài. Xe thì vừa mới về nên là mình cũng quay luôn, hơi bẩn một chút, các bạn thông cảm nhé. Cái nắp thùng thì lắp thêm thôi các bạn. Chiếc Raptor cũng như là chiếc Ford Ranger thì tại Việt Nam cực kỳ được ưa chuộng. Hiện tại thì Hiếu đang bán chiếc này với giá là 1 tỷ 230 triệu. Xe thì còn rất là mới, có thương lượng cũng như là trả góp cho các bác nào thiện chí lấy xe luôn. Còn đây là hàng ghế sau. Hàng ghế sau thì kết hợp vừa da lộn cũng như là bằng da công nghiệp. Xe hàng ghế sau hầu như là ít ngồi nên là rất là mới các bạn ạ. Đấy. Bệ bước chân cũng rất là to. Mời các bạn đi lên hàng ghế trước nhé. Đây là hàng ghế trước chiếc xe Ford Raptor. Xe này được dán kính cách nhiệt rất là xịn nhé. Khi mà ngồi trong xe nhìn rất là mát. Đây. Chiếc này đều đã có ghế chỉnh điện hết rồi. Hầu như là cũng không thiếu thứ gì. Trên vô lăng thì có đầy đủ cruise control cũng như là loa thoại rảnh tay. Đèn thì tự động. Gương thì cũng tự động luôn. Trên ghế có chữ Raptor. Da kết hợp da lộn. Còn đây là cần số của chiếc xe các bạn ạ. Màn hình to. Để mình nổ máy luôn cho bạn nhé. Chạy những chiếc này cực kỳ thích. Rất sướng các bạn. Đấy, màn hình sinh ba rồi. Điều hòa mát. Táp lô thì đều được bọc da chứ không phải là nhựa mềm. Xe rất là mới, hiện tại đang đi 38.000 cây các bạn ạ. 38.000 cây. Tư nhân biển Hà Nội. Rồi, bác nào quan tâm thực sự thì nhớ alo ngay cho mình. Số điện thoại thì ngay bên dưới rồi. Hoặc đến tại địa chỉ 33 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe, lái thử trực tiếp. Các xe bên mình thì đều có hỗ trợ trả góp lên tới 80% giá trị xe. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.